hai cái câu chuyện nó rất là khác nhau, rất là hay nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học số 1 trước này, môi trường, vấn đề môi trường. Với cái nhan đề đó chính là hãy đã đến lúc phải trả ơn cho đại dương. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn học như sau nhá. Đây, phần màn hình, cô đã chia cái màn hình của chúng ta làm hai phần. Phần màn hình phía bên tay trái của các bạn nhìn nhá. Phần màn hình phía bên tay trái của các bạn là cái phần màn hình cô đang di cái con trỏ chuột này, các bạn có nhìn thấy không ạ? Phần màn hình phía bên tay trái nhá. Cô share đề cho các bạn ở phía bên đấy và cô chỉ share ngữ liệu thôi, cô chỉ để cái phần ngữ liệu thôi. Và phần này cô sẽ tắt cái đồng bộ cuộn đi thì các bạn có thể di chuyển con trỏ chuột đến cái đoạn nào mà các bạn mong muốn. Các bạn hoàn toàn có thể kéo con trỏ chuột giống như cô đang kéo, các bạn thử kéo đi xem sao ạ. Các bạn dùng những thao tác ở trên này đi cho nó thuần thục đi ạ. Đấy, phần bên này nhá, phần phía tay trái này thì các bạn có thể di chuyển được nhá. Phần bên phía tay phải, đây là cái phần này đây, thì sẽ là phần mà cô khóa cái đồng bộ cuộn, tức là cô sẽ không để cho các bạn di chuyển. Và trong bài học thì cô sẽ chỉ để nguyên cho các bạn nhìn thấy cái câu hỏi mà cô muốn các bạn trả lời thôi. Được chưa? Cô sẽ để nguyên cái vị trí cái câu hỏi mà cô muốn các bạn trả lời ở đây, và các bạn sẽ không kéo và không cuộn được. Đấy, thì đấy chính là cách học của chúng ta nhá. Một bên thì cô sẽ share đề cho các bạn, còn một bên thì cô sẽ share câu hỏi cho các bạn, để cho các bạn đỡ phải kéo lên kéo xuống. Đấy, trả về cái này trả về cái kia là rất là mất thời gian và rất là mệt mỏi, đúng không? Ok, đấy, để tiết kiệm cái thời gian học của chúng ta nhá. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại bài học ngày hôm nay nha các bạn ơi. Rồi, đã đến lúc phải trả ơn cho đại dương là bài đọc đầu tiên của chúng ta, bài đọc số 1. Câu hỏi số 1 của cô đó chính là nội dung chính của văn bản trên là gì? Nội dung chính của cái văn bản mà đã đến lúc phải trả ơn cho đại dương là gì? Không biết là các bạn đã làm cái đáp án gì ở trong bài của chính mình ạ? Các bạn đã đoán được cái đáp án của câu này là gì? Nội dung chính của văn bản là gì? Cô đã từng nói với các bạn rồi, muốn biết nội dung chính, muốn biết chủ đề, muốn biết vấn đề của bài thì hãy quan tâm đến cho cô thứ nhất là cái nhan đề, đúng không? Cái nhan đề, câu đầu tiên, câu cuối cùng, và thậm chí đôi khi chúng ta phải quan tâm đến nội dung của từng đoạn ở trong bài này, đọc lướt qua để thấy được nội dung của từng đoạn, đúng không? À ok, rất là nhiều bạn chọn đáp án B, có bạn chọn cả đáp án C nữa. Rồi, nhiều bạn chọn đáp án B và chúng ta có bạn chọn đáp án C thì cô sẽ giải thích cho các bạn từng đáp án một. Ở đây, đáp án đúng của chúng ta giống như phần đông các bạn chọn đó chính là đáp án B. Thế cô sẽ giải thích tại sao các đáp án khác, các cái đáp án khác lại không đúng. Nào, đáp án A tại sao không đúng? Hãy trả ơn đại dương bằng mọi cách. Thì về cơ bản các bạn ơi, ở đây khi mà chúng ta nhìn thấy cái nhan đề này, đã đến lúc phải trả ơn đại dương ấy, thì các bạn biết rằng là ở đây người ta đang làm một cái cách để đánh lừa chúng ta. Đã đến lúc trả ơn đại dương thì không phải là một cái lời khuyên rằng là hãy trả ơn đại dương bằng mọi cách, mà nó đang đưa ra cái lời kêu gọi các bạn ạ. Bắt đầu bằng cái cụm từ đó là đã đến lúc chúng ta phải trả ơn đại dương rồi, thì đây chính là một cái lời kêu gọi về việc là đại dương đang rất nguy cấp rồi, đang rất ô nhiễm rồi, và bây giờ chúng ta là những người cần phải bảo vệ đại dương, đúng không? Cho nên mà đây không phải là một cái lời kêu gọi là hãy trả ơn đại dương bằng mọi cách. Không phải bằng mọi cách nha. Trong cái bài này không hề đưa ra cái tuyên ngôn là bằng mọi cách để bảo vệ đại dương, đúng không ạ? Tiếp theo, tình trạng ô nhiễm đại dương do con người gây ra thì đúng là văn bản này ấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần đầu tiên của cái văn bản này, ví dụ ở đoạn 1 này, ví dụ ở đoạn 2 này, đấy chúng ta nhìn thấy đoạn 1 và đoạn 2 này, đấy đoạn 1 và đoạn 2, kể cả cái ảnh mà ở trong cái bài này thì chúng ta cũng nhìn thấy là người ta đang muốn chúng ta nhìn thấy được cái hiện trạng, đúng không? Cái tình trạng ô nhiễm của đại dương do con người gây ra, đúng không? Và chúng ta biết rằng là đúng, cái tình trạng ô nhiễm nó là một phần mà bài này nó viết. Thế nhưng nó không phải là tất cả, đúng không? Nếu mà chỉ nêu là nội dung chính của bài này là tình trạng ô nhiễm thôi thì không đủ. Đấy, nó không hề đủ nội dung của bài này. Bài này ngoài tình trạng ô nhiễm, nó còn có một nội dung rất lớn nằm ở ngay nhan đề, đó chính là cái lời kêu gọi rằng chúng ta phải trả ơn cho đại dương. Vì vậy cho nên mà đáp án B mới là đáp án chính xác, đúng không? Còn đáp án D là vấn đề tổ chức các chương trình nghị sự nhằm bảo vệ đại dương ấy, thì các bạn sẽ biết rằng là cái này nó đúng là một cái nội dung ở trong bài, nhưng nó lại không là tất cả, đúng không? Nó còn là rất nhiều, nó còn rất nhiều nội dung khác, ví dụ như tình trạng ô nhiễm, rồi cách mà chúng ta bảo vệ đại dương khác như thế nào nữa, ngoài cái cách mà chúng ta tổ chức các cái nghị viện
các cái chương trình nghị sự đúng không? Thì cho nên mà đáp án B về cơ bản nhá, đáp án B mới là đáp án chính xác, bởi vì nó nêu ra được bao quát được đầy đủ tất cả các nội dung. Và nhớ nhá, nội dung chính của văn bản là phải bao quát được đầy đủ tất cả nội dung. Rồi, ok. Và nhớ là cô đã đưa ra các bạn các cái tiêu chí rồi. Nhớ là quan tâm đến nhan đề này, quan tâm đến câu đầu tiên, quan tâm đến câu cuối cùng, và thậm chí là phải quan tâm đến nội dung của từng đoạn ở trong bài để nắm được tất cả các nội dung. Từ đấy thì chúng ta mới có thể xác định nội dung chính được. Ok. À, tiếp tục ở câu số 2 chúng ta sẽ thấy này. À, người ta đã nói với chúng ta luôn rồi, đó là dựa vào đoạn 1. Vì vậy mà lúc này các bạn chỉ cần dựa vào đoạn 1 cho cô thôi. Đây, các bạn chỉ cần dựa vào đoạn 1 thôi. Đấy, dựa vào đoạn 1. Người ta chỉ cần chú ý vào đoạn 1 thôi nhá. Khi mà người ta đã đưa khẩu lệnh là dựa vào đoạn 1 rồi thì nội dung chỉ tồn tại ở đoạn 1 thôi. Rất nhiều thập kỷ qua, đại dương đã giúp ổn định cái gì của bề mặt đất liền? Nào, chúng ta sẽ thử xem là đại dương đã giúp ổn định cái gì của bề mặt đất liền nào. Các bạn ơi, đại dương đã giúp chúng ta ổn định cái gì nhỉ? À đúng rồi, chính xác, các bạn nhìn thấy cái thông tin này đây, nó đang xuất hiện ở trên này này. Các đại dương đã giữ cho nhiệt độ bề mặt trái đất liền. Đấy. Rồi, các bạn nhìn nhá. Giúp ổn định, đây, đã giữ cho, đấy, giúp ổn định và đã giữ cho một cái gì đấy về cơ bản là nó là tương đồng nghĩa với nhau. Được chưa? Thì ở đây là giữ cho nhiệt độ, thì ở đây là ổn định nhiệt độ. Được chưa? Đấy. Tiếp tục. Nhờ đó mà con người trên trái đất có thể làm sao? Đây, các bạn nhìn này, các đại dương giữ cho nhiệt độ ở bề mặt trái đất liền ở mức có thể, các bạn nhìn này, ở mức có thể sống được. À, có nghĩa là trái đất ở mức có thể sống được thì là ai sống được? Chẳng lẽ lại trái đất sống được? Không phải, đúng không? Mà là con người trong cái trái đất đấy họ có thể sống được. Cho nên chúng ta có hai cái từ được điền vào trong cái bài này mà nó đúng nhất, đó chính là ổn định nhiệt độ ở bề mặt trái đất. Đấy, thứ nhất là nhiệt độ này. Và từ thứ hai đó chính là từ đấy mà cái con người trên trái đất có thể sống được, đúng không? Đấy, bạn nhìn thấy từ một cái câu này của người ta nhá, chúng ta có một cái thông tin ở trong bài như vậy. Được chưa? Được chưa? Đấy, và ở đây ý, thì nhớ là người ta chỉ yêu cầu là điền một cái từ mà không quá 2 tiếng, cho nên chúng ta chỉ được điền cái từ không quá 2 tiếng, tức là 2 tiếng là ít nhất. À, 2 tiếng là nhiều nhất, được chưa? Không quá 2 tiếng có nghĩa 2 tiếng là nhiều nhất thôi các bạn nhá. Ok. Rồi, và có một cái điều mà cô muốn hướng dẫn các bạn ở đây, muốn lưu ý các bạn ở đây nữa này, đó chính là khi mà có những cái câu hỏi mà người ta cho các bạn là những cái ô trống như thế này để các bạn điền từ ấy, thì tất nhiên là nó sẽ có một cái phần du di, đúng không? Nó sẽ có cái sự du di ở trong bài nhá. Nó sẽ có cái sự du di, có nghĩa là có những cái từ nó có thể thay thế được bằng từ này, nó có thể thay thế được bằng từ kia. Nhưng các bạn hãy giúp cô, hãy cố gắng, đó chính là tìm những từ đúng nhất ở trong văn bản các bạn nhá. Hãy cố gắng tìm làm sao cái từ đúng nhất ở trong văn bản, dùng đúng cái keyword, cái từ ở trong văn bản B ra để đưa vào trong bài của mình, chứ đừng tự chế biến quá nhiều nhá. Cũng sẽ có những câu mà các bạn phải tự chế biến từ này từ kia, thế nhưng mà các bạn hãy cố gắng là dùng từ trong văn bản được càng chính xác càng tốt. Được chưa? Càng gần văn bản càng tốt, nhớ nha. Bởi vì ấy, khi người ta làm đáp án, người ta cũng sẽ dùng những cái từ ở trong văn bản. Cho nên mà chúng ta mà dùng những cái từ chúng ta tự chế biến xong ở ngoài văn bản ấy, có khi người ta không chấp nhận đáp án đấy, bởi vì ngôn ngữ là vô cùng vô tận. Sẽ có rất nhiều từ đồng nghĩa như thế, cho nên người ta sẽ lấy một cái căn cứ là cái từ người ta dùng trong văn bản, người ta dùng lại. Keyword người ta dùng lại, cho nên các bạn phải cố gắng làm sao tìm được từ ở trong văn bản đúng nhất có thể, gần nhất có thể với cái đáp án mà các bạn muốn chọn nhá. Chứ đừng chế biến, đừng có ưu tiên cái việc đầu tiên là à mình biết cái từ này đây này, mình sẽ điền cái từ này vào đây. Không phải, mà phải là văn bản có cái từ này đây này, à nó gần nghĩa với cái từ mà mình muốn tìm, mình sẽ điền cái từ đấy vào đây. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Nhớ nhá, phải dựa vào văn bản nhá, cố gắng dựa vào văn bản nhiều nhất có thể cho cô. Tiếp tục chúng ta đến với câu số 3. Câu số 3 này, theo thông tin ở đoạn số 1, vẫn tiếp tục là đoạn số 1. Đại dương hút CO2 và hấp thụ nhiệt cho khí hậu bớt nóng lên thì đúng
hay sai. Ở đây thì cái câu này là một câu rất là dễ nhá, nó nằm ngay thông tin ở cái đầu văn bản này luôn. Ở đầu văn bản này là chúng ta nhìn thấy cái thông tin này luôn. Hàng thập kỷ qua bằng cách hấp thụ, đây, các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái chỗ này này, bằng cách hấp thụ một phần tư lượng khí oxy CO2, cô nhầm, một lượng khí CO2 ô nhiễm và hơn 90% nhiệt lượng dư thừa từ hiện tượng nóng lên toàn cầu mà đại dương giữ cho nhiệt độ của cái trái đất này ở cái mức ổn định, ở cái mức mà có thể sống được ấy, thì chứng tỏ rằng là cái việc mà đại dương hút khí CO2 và hấp thụ nhiệt thì nó có một cái tác dụng, đó tới chính là nó làm cho khí hậu của cái trái đất này nó làm sao, nó không nóng lên nữa, nó đang giữ ở mức ổn định, nó đang giữ ở mức mà con người có thể sống được, đúng không? Cho nên đáp án của câu này phải là đáp án đúng. Đấy, đáp án câu này thì chắc chắn đúng rồi, câu này thì câu rất dễ thôi nhá, không có gì khó cả. Rồi, câu số 4 nào, câu số 4. Ở đoạn văn số 2 ở đây, bây giờ người ta cho chúng ta đến đoạn xuống đoạn văn số 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý vào đoạn văn số 2 nhá. Đây, chúng ta chú ý một chút vào đoạn văn số 2. Đây, đoạn văn số 2 đây. Người ta hỏi này, điền từ có nghĩa là chúng ta kéo ô kéo, đúng không? Kéo cái ô kéo ở bên dưới này vào các cái ô cho trước mà đang còn trống. Ở đây có 3 ô còn trống thì ở đây có 5 ô kéo, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kéo vào nhá. Ở đây người ta yêu cầu đoạn số 2 cho nên chúng ta chỉ cần tập trung vào đoạn số 2 thôi. Con người đã đổ xuống biển một cái lượng rác thải như thế nào? Một lượng rác thải gì ạ các bạn? Con người đổ xuống biển lượng rác thải gì quá lớn nào? Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là ngay ở trong cái phần đầu tiên của đoạn số 2 này chúng ta sẽ nhìn thấy nhá. Đó chính là đây, con người đổ hàng núi rác thải nhựa xuống biển. Các bạn nhìn thấy thông tin này chưa? Thì có nghĩa rằng là cái lượng rác thải quá lớn mà con người đổ xuống ở đây đó chính là rác thải nhựa, đúng không? Chính xác. Đây, cái này là ô số 1 của chúng ta này. Rác thải nhựa nó là ô số 1 của chúng ta này. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Đây nhá, thông tin mà cô gạch chân rồi đây nhá. Và đầu độc bờ biển bằng các cái gì rất là nguy hiểm. Đấy, đầu độc bờ biển bằng cái gì nguy hiểm thì các bạn nhìn thấy ở đây ngay này. Đầu độc bờ biển bằng các hóa chất độc hại. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đầu độc bờ biển bằng các hóa chất độc hại. Thế thì hóa chất độc hại nó chính là hóa chất cái nguy hiểm ở chỗ này này các bạn này. Những cái hóa chất nguy hiểm này này. Đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ điền tiếp cái từ hóa chất ở đây. Đấy, hai là hóa chất bằng các hóa chất nguy hiểm. Ở đây người ta dùng từ là hóa chất độc hại thì bên này người ta dùng từ là hóa chất nguy hiểm, đúng không? Trữ lượng lớn cá tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn dưới 10% đại dương là bảo vệ là được bảo vệ do cái việc gì đấy quá mức của con người. Chúng ta sẽ xem là cái trữ lượng cá ở chỗ nào nha. Ở đây có cái từ khóa là trữ lượng cá này. Đấy, cho nên chúng ta cũng xem ở đây. Trữ lượng cá tự nhiên này các bạn nhìn thấy chưa? Bị đánh bắt quá mức chỉ còn lại dưới 10% đại dương là được bảo vệ. Thế có nghĩa rằng là cái việc mà nó bị suy giảm chỉ còn dưới 10% này là do cái gì? Do việc đánh bắt quá mức, đúng không? Cho nên đánh bắt nó chính là phần số 3. Được chưa? Đấy, chúng ta có 1, 2, 3. Đấy, chính là nhựa, hóa chất và đánh bắt. Đấy, thì về cơ bản là tất cả các bài đọc hiểu các bạn nhớ nha. Nó không khó đến mức độ mà chúng ta không thể làm được. Nó hoàn toàn bám sát vào trong những cái ngữ liệu mà người ta đã cho. Cái điều mà các bạn cần phải làm ở trong phòng thi ý, đó chính là các bạn đọc thật nhanh, giữ bình tĩnh. Được chưa? Thế tại sao mà các anh chị thi, các anh chị lại thấy nó khó đến mức độ như thế? Không phải bởi vì câu hỏi nó quá khó hay là đoạn văn nó quá là khó đọc đâu. Mà các bạn biết tại sao không? Bây giờ cô và các bạn đọc chậm, cô và các bạn giảng giải, cô và các bạn lý giải nó. Thì có nghĩa là chúng ta dành rất nhiều thời gian cho một câu hỏi, ít nhất một câu hỏi. Cô cũng phải dừng lại 3 đến 5 phút. Thế có nghĩa là chúng ta có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì vậy chúng ta nghĩ rất là kỹ, chúng ta đọc rất là kỹ. Thế nhưng đi vào phòng thi, chúng ta phải đọc nhanh, nhiều khi chúng ta bỏ qua cái thông tin đúng. Cho nên mà chúng ta mới thấy nó khó. Đấy, nó khác ở chỗ là đọc nhanh hay đọc chậm, dành nhiều thời gian để phân tích hay là có ít thời gian. Thế thì các bạn cố gắng là
Cái này các bạn phải luyện tập nhiều. Luyện tập nhiều để khi các bạn đọc, các bạn có kỹ năng đọc thì các bạn cũng sẽ đọc được tốt hơn. Đấy, thì cái này nó dựa vào cái phần đọc nhiều ấy nhá. Nó dựa hoàn toàn vào cái việc là các bạn đọc nhiều và các bạn có hình thành được kỹ năng đọc hay không. Rồi, tiếp tục. Câu số 5. Phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong bài viết có tác dụng gì? À, ở đây chúng ta có một cái khá là hay này. Đấy, phương tiện phi ngôn ngữ. Đấy, thế phương tiện phi ngôn ngữ là gì? Cô sẽ giải thích một chút cho các bạn nhé. Ở trong bài này các bạn có thể nhìn thấy ngoài chữ viết ra, đấy, ngoài văn bản chữ viết ra thì bài này nó còn có một cái phần nữa mà chúng ta không thể không để ý, đó chính là cái bức tranh này. Đấy, cái bức tranh cô đang đánh dấu này, các bạn nhìn thấy chưa? Cái bức tranh này. Bức tranh này được gọi là phương tiện phi ngôn ngữ. Phi ngôn ngữ có nghĩa là những cái bức tranh, những cái ảnh vẽ, những cái tranh vẽ được đưa vào, hoặc là sau này cũng có thể nó sẽ là những cái bản nhạc ấy, được đưa vào trong một cái văn bản viết, nó không phải là chữ nhưng mà nó vẫn có khả năng biểu đạt được thông tin, thì nó là phương tiện phi ngôn ngữ ấy, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái phương tiện phi ngôn ngữ thì nó có tác dụng gì nhá các bạn ơi. Khi mà các bạn đưa một cái bức ảnh như thế này, các bạn sẽ nhìn thấy này, toàn là rất nhiều những cái chai lọ, cô còn nhìn thấy cả trà xanh không độ rồi các thứ này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều những cái chai lọ, những cái đồ nhựa, đúng không? Nằm ở trên bờ biển, nằm ở trên biển. Đó, hay các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều. Nó gây ra, nó cho chúng ta ngay đập vào mắt chúng ta, gây ra một cái hiệu ứng, một cái về mặt thị giác, về một cái hiệu quả về mặt thị giác. Chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể chứng kiến luôn cái điều gì đang diễn ra. Thì ở trong này người ta cho các bạn bốn ý này. Tạo ra sự cân đối hài hòa cho bài viết. Nào, có phải là đưa tranh vào thì sẽ tạo ra sự cân đối hài hòa cho bài viết không? Thế có nghĩa là những cái bài viết nào không có tranh thì không cân đối hài hòa. Đúng không? Một văn bản viết ý, có tranh càng tốt, nhưng không có tranh cũng không có vấn đề gì cả. Nó không phải là cái điều có thể ảnh hưởng đến sự cân đối và hài hòa. Cho nên đáp án này thì chắc chắn là đáp án bị gạch đi rồi. Bỏ đi, loại trừ ngay nhá. Tiếp đến này. Thể hiện một cách trực quan tình trạng ô nhiễm môi trường. À, có vẻ cũng 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 khá khá đúng ấy nhở. Thì mình để lại một tí. Giới thiệu cho người đọc một địa điểm đặc sắc. Ôi dồi ôi, chết rồi. Cái ảnh như thế này, cái ảnh như thế này thì có thể phải là giới thiệu cho người đọc một địa điểm đặc sắc không? Chắc chắn là không phải, đúng không? Nên gạch luôn. Đấy, gạch luôn, bỏ luôn. Giới thiệu để người đọc biết thêm một vùng đất mới. Ôi dồi ôi, cái chỗ ô nhiễm như thế này thì có phải là để giới thiệu một biết thêm một vùng đất mới không? Không phải. Ba cái này đều không phải. Chúng ta có thể hiện một cách trực quan tình trạng ô nhiễm, vừa đúng về mặt loại trừ, lại vừa đúng về mặt nội dung. Các bạn thấy là nhìn thấy hình ảnh ô nhiễm này là biết ngay đang nói đến vấn đề gì, đúng không? Thực ra cô cũng biết là chỉ cần đưa các bạn cái ảnh này thôi, không cần nói với các bạn về vấn đề ô nhiễm môi trường, chỉ cần nhìn thấy cái ảnh này thôi, các bạn hoàn toàn có thể hiểu là người ta đang nói đến vấn đề gì. Một cái ảnh mà có rất nhiều rác thải nhựa ở ngoài biển, được chưa? Nó làm cho biển trở nên bẩn thỉu như thế này thì chúng ta biết thừa là nó nói đến vấn đề gì rồi. Đấy, đấy chính là tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì cái câu 5 này nhá, mặc dù là câu hỏi thì có vẻ hơi khó, phương tiện phi ngôn ngữ thì chỉ cần các bạn xác định được phương tiện phi ngôn ngữ là gì thôi thì các bạn hoàn toàn có thể làm được. Đấy. Được chưa? Câu số 6. Qua bài viết tác giả không thể hiện thái độ nào, tức là ở đây ý, người ta cho chúng ta chọn hai đáp án, chúng ta sẽ được chọn hai cái đáp án đúng nhất. Tác giả không thể hiện thái độ nào, còn có hai cái thái độ là tác giả thể hiện. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm cho cô đến những cái thái độ của tác giả. Ở đây ví dụ như câu A là thất vọng vì tình trạng ô nhiễm môi trường vân vân. Câu B là tin tưởng và lạc quan vì cái tình trạng ô nhiễm môi trường đang được cải thiện. Câu C là lo âu vì tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Câu D là hy vọng vào tương lai có thể giải cứu cái ô nhiễm môi trường. Đấy. Thì bây giờ các bạn chọn đáp án nào ạ? Các bạn chọn hai đáp án nào? Hai đáp án nào không đúng với lại cái thái độ của tác giả ở trong bài này? Thực ra rất là dễ nhìn ra thôi đấy. Rất là dễ nhìn ra. Tác giả không thể hiện thái độ mà các bạn nghĩ cho kỹ nhá, tác giả không thể hiện thái độ nào, tác giả không thể hiện thái độ nào. À, các bạn chọn B và D, rất là nhiều bạn chọn đáp án B và đáp án D.
Có bạn chọn đáp án A và đáp án B. À, theo các bạn thì phần đông nhá, cô thấy là theo phần đông các bạn thì các bạn đang chọn là B và D. Đây, các bạn đang chọn đáp án B và đáp án D. Đây là hai cái thái độ mà tác giả không không thể hiện, đúng không? Không thể hiện trong bài viết này. Thì chúng ta nhìn thấy này, đầu tiên tin tưởng lạc quan vì tình trạng ô nhiễm thì đây là một đáp án đúng rồi. Chắc chắn B là một đáp án đúng bởi vì trong bài này không có cảm giác về sự tin tưởng và lạc quan. Đúng không? Đáp án D các bạn chọn là hy vọng vào một tương lai có thể giải cứu đại dương vì các nhà khoa học đang tìm kiếm giải pháp để cải thiện tình hình. Theo các bạn rằng trong bài này không có sự hy vọng thì cô muốn các bạn để ý cho cô một chút xuống cái đoạn này. Đây, cái đoạn này. Đây. Ở trong cái đoạn gần cuối này, đấy, ở trong cái đoạn gần cuối này thì cô muốn các bạn để ý một chút đấy đến những cái đoạn gần cuối này để chúng ta có thể nhìn thấy rằng là rõ ràng đúng là cuộc chiến với lại ô nhiễm môi trường bây giờ nó đang còn rất nhiều vấn đề xảy ra. Đúng không? Nó đang còn rất nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng các bạn nhìn thấy rằng là họ đã làm gì rồi ạ? Họ đã tổ chức rất nhiều những chương trình nghị sự. Họ đã nói với nhau rất nhiều về những cái giải pháp. Đúng không? Họ đã nói với nhau rất nhiều về những cái giải pháp ở các cái chương trình nghị sự này. Thì về cơ bản các bạn ạ, nếu chúng ta có một cái văn bản về môi trường như thế này mà khi người ta đã đưa ra được những giải pháp, khi người ta đã tổ chức và có hành động về việc là cần phải bảo vệ ô nhiễm môi trường thì chúng ta sẽ có một cái cảm xúc, đấy chính là hy vọng. Hy vọng này nó không phải là thứ mà chúng ta kiểu như là à tin rằng là nó sẽ thay đổi mà là nhen nhóm một chút cái niềm hy vọng rằng là những cái giải pháp đấy có thể thay đổi được. Và các bạn nhớ cho cô nhá, khi nào trong văn bản mà có cái đề xuất về giải pháp, về phương hướng, về cách thức để chúng ta thay đổi một điều gì đấy thì đó chính là hy vọng rồi, chứ không cần phải là người ta nói ra rằng là à hôm nay là tôi sẽ thay đổi như thế này ấy, tôi hy vọng rằng tôi sẽ tốt như thế này, tôi hy vọng là cái này sẽ như thế này đấy. Không cần phải là người ta nói rõ rằng tôi hy vọng thì mới là hy vọng, mà chỉ cần là đưa ra các cái giải pháp để thay đổi cái hiện trạng này thì về cơ bản nó đã là hy vọng rồi, được chưa? Đấy là cái mà cô giải thích cho đáp án D các bạn nhá, đấy là cái cô giải thích cho đáp án D mà các bạn chọn đấy, được chưa? Còn ấy, bây giờ chúng ta sẽ xem là về đáp án A, một bạn chọn đáp án A và đáp án B ấy. Thì về đây bây giờ cô sẽ xem cho các bạn nhá. Đáp án C này thì chắc chắn là lo âu vì tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng này thì chắc chắn là có ở trong bài rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem đáp án A, thất vọng vì tình trạng khí hậu và đại dương ngày càng xấu đi khiến con người phải đối mặt với sự nguy hiểm. Nào, cô muốn hỏi các bạn rằng là cảm giác thất vọng là cảm giác như thế nào? Và theo các bạn thì cảm giác thất vọng có được thể hiện trong cái bài này hay không? Theo các bạn là ở trong bài này có cảm giác thất vọng không ạ? Theo các bạn là trong bài này có cảm giác về cái cảm giác thất vọng của con người à của cái tác giả về cái việc là đại dương và khí hậu ngày càng xấu đi không ạ? Có không? Trong bài này có cảm giác thất vọng không? Các bạn sẽ phải rất là phân biệt nhá. Khi mà tác giả đang nói về những cái hành động của con người làm cho môi trường ô nhiễm ấy thì đây chính là cái cảm giác là ông ấy thất vọng về con người. Đây. Đấy, khi mà ông ấy chê trách rằng là à đại dương tốt với con người như thế này, đây cái chỗ này các bạn này, xong để đáp lại tấm thịnh tình ấy, con người lại đổ hóa chất xuống hay là rác thải nhựa xuống, thì các bạn nhớ này, đó chính là nhá, khi mà ông ấy phê phán những cái hành động của con người thì đấy chính là thất vọng về hành động của con người, chứ lại không thể nói là đấy là thất vọng vì tình trạng khí hậu và đại dương ngày càng xấu đi, bởi vì rõ ràng đại dương và khí hậu ngày càng xấu đi không phải do đại dương muốn như thế, mà cái cảm giác thất vọng phải là cảm giác mà chúng ta bị một ai đấy phản bội, đúng không? Chúng ta đặt niềm tin, đặt hy vọng ở một cái chỗ nào đấy nhưng chúng ta không nhận lại được những thứ như mình mong muốn. Đúng không? Thế chẳng lẽ ở đây thất vọng vì tình trạng khí hậu và đại dương xấu đi có nghĩa là chúng ta đặt
niềm tin vào cái tình trạng khí hậu và đại dương, xong rồi đại dương và khí hậu phản bội chúng ta. Đâu phải đâu, con người làm cho nó xấu đi thì ở đây phải là thất vọng vì hành động của con người, chứ không phải là thất vọng vì tình trạng của khí hậu hay là đại dương ngày càng xấu đi được. Được chưa? Cho nên mà các bạn sẽ cho cô đáp án đúng ở câu này. Chúng ta có là đáp án A và đáp án B. Đây là hai đáp án đúng của câu này các bạn nhé. A và B. Đấy, và cô cũng nói cho các bạn nghe là A tại sao nó sai và D tại sao nó đúng rồi các bạn nhé. Rồi, được chưa? Câu 6 này người ta có một chút để người ta đánh lừa các bạn, bởi vì người ta nghĩ rằng là tại sao, các bạn biết tại sao tâm lý người ta lại đánh lừa được các bạn không? Bởi vì ấy, người ta biết rằng là nói về một vấn đề môi trường ấy, mà vấn đề môi trường xấu như thế này ấy, và nói về hành động ý thức của con người ấy, kiểu gì các bạn cũng luôn luôn nghĩ rằng cái mà người ta sẽ sử dụng, cái thái độ mà người ta sẽ có là lúc nào cũng là lo âu này, phê phán này, lên án này, thất vọng này, đấy, tuyệt vọng này, vân vân. Đấy, tức là toàn những cái cảm xúc tiêu cực, cảm xúc xấu. Thế nhưng mà, đấy, các bạn ơi, chúng ta hãy cố gắng là suy nghĩ cẩn thận một chút xíu, bởi vì là trong tất cả những cái bài bàn về môi trường ấy, không bao giờ nhá, không bao giờ chỉ là cảm xúc tiêu cực. Lúc nào trong những bài bàn về môi trường, người ta cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ thay đổi như thế này, hy vọng rằng các mọi chỗ sẽ làm như thế kia, họ sẽ làm được những cái giải pháp A, B, C, X, Y, Z gì đấy. Được không? Trong một bài thì người ta sẽ không bao giờ chỉ để một cái cảm xúc tiêu cực đâu. Một cái bài viết mà chỉ để cảm xúc tiêu cực thôi thì không ai dám đọc cả nhá. Rồi, tiếp tục. Câu số 7. Nguồn dinh dưỡng từ biển đảm bảo được tính bền vững và công bằng thì gọi là gì? À, ở đây người ta yêu cầu là đoạn số 4, đúng không? Đoạn số 4, chúng ta sẽ đi tìm cái đoạn số 4 để chúng ta đọc. Đây, đoạn số 4 nhá. Đây, người ta hỏi là nguồn dinh dưỡng từ biển đảm bảo được tính bền vững và công bằng thì gọi là gì? Không biết là các bạn có nhìn thấy không? À, ở trong đoạn số 4 này có một đoạn mà chúng ta nhìn thấy cái này rất là dễ, đúng không? Cái câu hỏi này là câu hỏi có vẻ như là cho điểm đấy, nó rất là dễ thôi, là gì nhỉ? À đúng rồi, đây này, chúng ta nhìn thấy cho cô này, đây này, chỗ này này. Thực phẩm xanh chính là nguồn dinh dưỡng từ biển đảm bảo được tính bền vững và công bằng này này. Cho nên nguồn dinh dưỡng từ biển mà đảm bảo được tính bền vững và công bằng thì nó là thực phẩm xanh, đúng không? Đấy, nó là thực phẩm xanh. Đấy, là thực phẩm xanh. Rồi, tiếp tục câu số 8. Hoàn thành câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng hoặc là sai. Rồi, ở đây ý, cô hỏi các bạn một câu, đó chính là giải pháp mà thế giới đang nỗ lực thực hiện để giải cứu đại dương là gì? Tức là có những cái nỗ lực gì mà thế giới đang làm để giải cứu đại dương? Bây giờ về cơ bản ấy thì chúng ta cũng sử dụng đoạn nào ạ? Nói về các cái giải pháp thì chúng ta cũng sẽ sử dụng đoạn nào? Các bạn sẽ thấy là đoạn nào là cái đoạn mà đưa ra nhiều giải pháp nhất? Đoạn nào là đoạn đưa ra nhiều giải pháp nhất nhỉ? Hả? Các bạn ơi, các bạn đọc rồi thì các bạn thấy đoạn nào là đoạn đưa ra nhiều giải pháp nhất? Thế rồi, không để ý à? Không để ý đoạn nào là đoạn đưa ra nhiều giải pháp à? Có một cái đoạn mà đưa ra cho chúng ta rất nhiều giải pháp đấy. Có một đoạn đưa ra cho chúng ta cực kỳ nhiều giải pháp luôn. Đoạn 5 à? Đoạn 5 đưa ra cho chúng ta nhiều giải pháp. Có đúng không? Có đúng là đoạn 5 đưa ra nhiều giải pháp không? Không phải đâu nha. Đoạn 5 ấy, đúng rồi, đoạn 5 nói về mấy cái hội nghị thôi. Còn đưa ra những cái giải pháp cụ thể ấy, những cái giải pháp mà rất là gần ấy, thì phải là đoạn số 4, đây này, đoạn mà cô đang đánh dấu đây này. Đoạn số 4 mới là đoạn mà đưa cho chúng ta khá là nhiều những cái giải pháp rất là cụ thể luôn. Còn đoạn 5 nó nói về các cái chương trình nghị sự, đây cũng là một giải pháp rồi. Chương trình nghị sự cũng đưa ra những giải pháp rồi, nhưng nói về giải pháp cụ thể thì phải tìm đến cái đoạn số 4 này này. Được không? Đoạn số 4 này này, đấy. Và các cái có một số thứ, có một số ý nó cũng nằm ở đoạn số 3 này này. Đấy, các giải pháp nó cũng nằm ở đoạn số 3 này này. Đấy. Bây giờ chúng ta thử xem nha. Đây, nói chung là nó xoay quanh trong 3, 4 và 5, đúng không? Có những quy định để nghề đánh bắt cá tự nhiên trở nên bền vững hơn. À, để giải cứu đại dương thì đầu tiên là phải có những quy định để nghề đánh bắt cá trở nên bền vững hơn là đúng hay sai hả chúng mình? Có những quy định để nghề đánh bắt cá trở nên bền vững hơn là đúng hay sai nhỉ? Cái chỗ nào nó nói đến nghề đánh bắt cá tự nhiên nhỉ? Đây này, các bạn nhìn thấy cái chỗ này không? Đây, cô sẽ đánh dấu cho các bạn này, nhìn này. Nghề đánh bắt cá tự nhiên, các bạn có nhìn thấy chỗ này không? Đấy, chỗ này nhỉ? Đấy.
Đúng, đúng không? Đây này, câu hỏi là làm thế nào để cái nghề đánh bắt cá tự nhiên này này trở nên bền vững hơn cũng là một cái câu hỏi quan trọng trong các chương trình nghị sự. Thế có nghĩa rằng là nếu muốn giải cứu cái đại dương này thì chúng ta phải trả lời một câu hỏi là nghề đánh bắt cá tự nhiên phải làm gì để trở nên bền vững hơn? Tức là phải có những cái quy định để cái nghề này nó bền vững. Đúng không? Cho nên mà đây là một cái đáp án đúng nha các bạn nha. Đây là một cái đáp án đúng. Người ta đang hỏi cái điều đấy đấy. Đây là một đáp án đúng. Đấy, tiếp tục này, chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản. À, bây giờ lại tìm cái từ khóa là ngành nuôi trồng thủy sản. Các bạn nhìn thấy chuyện cái chỗ này chưa? Ngành nuôi trồng thủy sản này nó đang được phát triển rất là bùng nổ, đúng chưa? Và cũng cần phải được theo dõi chặt chẽ vân vân. Thế thì ở đây người ta nói với chúng ta rằng là cần phải thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản là đúng hay sai? Đúng hay sai nhỉ? Người ta có yêu cầu chúng ta là thúc đẩy mạnh mẽ cái này không? Không, đúng không? Sai nha, sai hoàn toàn nha. Ở đây người ta nói rất là cẩn trọng này, cần phải theo dõi chặt chẽ. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? À, cái việc phát triển rất là mạnh của cái ngành nuôi trồng thủy sản này, người ta đang bảo là cần phải theo dõi chặt chẽ cái sự phát triển này, chứ không phải là thúc đẩy nó lên thêm đi. À, thúc đẩy nó lên thêm đi là chết đấy, đúng không? Trời ơi, cái ngành thủy nuôi trồng thủy sản này ấy, nhiều khi ấy, cái việc mà nó càng ngày càng lớn mạnh lên ấy, nó chưa chắc đã là tốt đâu nhá chúng mình nhá. Cho nên mà người ta bảo là phải kiểm soát, phải theo dõi rất là chặt chẽ, được chưa? Và cuối cùng, đưa ra khẩu hiệu mới về thực phẩm xanh. Đấy, đúng hay sai nhỉ? Đưa ra cái khẩu hiệu mới về thực phẩm xanh là đúng hay sai? Trong này người ta có yêu cầu không? Có đưa ra giải pháp là cần phải đưa ra khẩu hiệu mới về thực phẩm xanh không? Đây này, các bạn nhìn thấy cái chỗ mà cô vừa đánh dấu không? Đây này, và khẩu hiệu mới được đặt ra ở đây là thực phẩm xanh. Nhìn thấy chưa? Đấy, và ở đây là đưa ra khẩu hiệu mới về thực phẩm xanh. Đúng hay sai nhỉ? Thông tin này đúng hay sai? Cả lớp ơi, cả lớp, thông tin này đúng hay sai? À, thông tin này chính xác là đúng không? Chúng ta cần đưa ra một cái khẩu hiệu mới về thực phẩm xanh là đúng. Chính xác, chúng ta có đúng sai đúng nhá các bạn nhá. Đúng sai đúng. Tiếp tục. Câu số 9. Con người đã hành động như thế nào để đối phó với tương lai đáng sợ do chính mình gây ra? À, ở đây là để hỏi về cái hành động của con người đấy, xem là con người đã làm những cái gì. Nào, đầu tiên là tổ chức hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc, yêu cầu các tàu cá tạo ra thực phẩm xanh, kêu gọi mọi người nhặt rác nhựa tại các cái bờ biển, hay là cuộc đàm phán khí hậu Liên Hợp Quốc, hoặc cuộc đàm phán đa dạng sinh học, vân vân. Nào, các bạn ơi, chúng ta có đáp án nào ạ? Đáp án, hai cái đáp án này về cơ bản là nó xuất hiện ngay ở trong cái ngữ liệu của chúng ta thôi, rất là dễ. Cô nói với các bạn rồi, khi nào mà người ta hỏi những cái câu như thế này thì cứ so sánh từ câu hỏi sang cái đoạn văn. Đấy, xem nào. Xem là con đường nào mà chúng ta đang đi để chúng ta có thể đối phó với cái tương lai đáng sợ do chính mình tạo ra này. Đầu tiên, tổ chức hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc, đúng hay sai ạ? Chúng ta có tổ chức hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc không? Chúng ta có cùng nhau tổ chức cái hội nghị này không hả các bạn? À, đúng, chính xác, đúng không? Chúng ta có làm một thứ đó chính là tổ chức hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc, đúng không? Đấy, đây này, trên này các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Được chưa? Đấy, được chưa? Để tìm kiếm giải pháp này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đấy là cái đầu tiên nha. Kêu gọi, yêu cầu các tàu cá tạo ra thực phẩm xanh. Về cơ bản các bạn nhìn thấy là cái chữ thực phẩm xanh nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở chỗ này. Cái chữ thực phẩm xanh nhá, nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở cái chỗ này, và ở đây không phải là yêu cầu các tàu cá tạo ra thực phẩm xanh mà là đưa ra một khẩu hiệu mới về thực phẩm xanh để cho con người đi theo, đúng không? Cho nên đáp án B chắc chắn là đáp án sai rồi, chúng ta bỏ đáp án B đi nhá, bỏ đáp án B đi. Yêu cầu mọi người nhặt rác nhựa tại các bờ biển. Nào các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ xem là ở trong cả bài này có một cái yêu cầu nào là từng người hãy đi nhặt rác ở bên bờ biển không?
Về cơ bản, đây là một giải pháp mà chúng ta hay làm, nhưng mà giải pháp này có xuất hiện trong bài không? Giải pháp này không xuất hiện trong bài, đúng không? Giải pháp này không hề xuất hiện ở trong cái bài này luôn, bởi vì về cơ bản ấy, người ta đang phải nghĩ tới cái giải pháp lớn hơn, giải pháp mà nó có thể áp dụng toàn cầu, nó có thể thay đổi một cách nhanh chóng ấy, chứ không phải là chỉ là một cái giải pháp mà mỗi người nhặt một cái chai nhựa ở trên bờ biển, đúng không? Tất nhiên, cái việc mà mỗi người có ý thức nhặt chai nhựa vân vân ở trên bờ biển ấy, nó là một điều rất là tốt. Và một cái cây thì không thể làm nên rừng, nhưng mà nhiều người nhặt rác thì sẽ làm nên một cái điều gì đấy rất là kỳ tích, đúng không? Nhưng nó không phải là giải pháp được người ta đặt ra ở trong bài này, cho nên chúng ta cũng bỏ. Là chúng ta có hai đáp án đúng là A và D. Đấy, A và D. Tiếp tục ở câu số 10, người ta hỏi là ở đoạn văn dựa vào cái đoạn văn số 6. Đây, đoạn văn số 6 là đoạn này các bạn nhá. Hoàn thành cái câu sau và các bạn nhìn thấy này, các đại dương sẽ thoát khỏi cái sự tổn thương nghiêm trọng khi nồng độ khí nhà kính giữ ở mức như thế nào ạ? Giữ ở mức ổn định hay giữ ở mức trung bình ạ? Đây có hai cái từ này chúng ta có thể điền được này, giữ ở mức ổn định hay giữ ở mức trung bình. Nào, người ta muốn là khí thải nhà kính phải được giữ ở mức gì ạ? Ở trong bài này, như bài này nói với chúng ta là khí hiệu ứng nhà kính đấy, đúng không? Thế thì cái nồng độ khí nhà kính là phải giữ ở mức, đấy này các bạn nhìn này, nồng độ khí nhà kính này, nhìn thấy từ khóa chưa, phải giữ ở mức ổn định các bạn nhá, phải giữ ở mức ổn định. Đây, cho nên chúng ta sẽ phải điền cho cô từ ổn định ở vị trí số 1 nhá. Ổn định ở vị trí số 1. Tiếp tục, nếu đại dương an toàn, cuộc chiến chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng sẽ như thế nào? Và chúng ta sẽ có hai cái từ rất là phù hợp để điền, sẽ thành công hay là sẽ thất bại. Và chúng ta nhìn thấy này, người ta bảo là cuộc chiến chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ thất bại nếu đại dương mất đi cái khả năng hút CO2 và hấp thụ nhiệt. Cái từ thất bại này sẽ rất nhiều bạn nhầm này. Các bạn sẽ ngay lập tức lấy cái từ thất bại này điền vào đây luôn. Nhưng ở đây là đại dương mất khả năng hút CO2 và hấp thụ nhiệt thì nó mới thất bại. Còn ở đây người ta bảo là nếu đại dương an toàn thì cuộc chiến này phải làm sao? Phải ngược lại với cái thất bại chứ, đúng không? Là phải thành công, được chưa? Nên chúng ta có một là ổn định, hai là thành công nhá. Được chưa? Đấy, ở đây người ta hơi lừa một tí. Người ta hơi lừa một tí là người ta lừa những cái bạn nào mà chỉ đọc sơ qua văn bản thôi, thấy cái từ thất bại ở đây là điền ngay từ thất bại vào là sai luôn, đúng không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc số 2. Bài đọc số 2 là văn bản đời thừa của nhà văn Nam Cao. Đây là một văn bản rất là hay. Cô trò mình cũng sẽ đọc qua cái văn bản đời thừa của nhà văn Nam Cao. Rồi, chúng ta sẽ sang đến văn bản đời thừa của nhà văn Nam Cao. Rồi, bạn nào mà có thắc mắc gì, bạn nào mà có yêu cầu gì, các bạn cần cái gì, cần cô giải thích lại điều gì thì các bạn chủ động nhắn tin lên ô chat để cô dừng lại giải thích cho các bạn nhá. Còn nếu mà không có cái giải thích gì thì cô sẽ đi qua nhá các bạn nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với bài đọc số 2 này. Cô sẽ không cần đọc lại cái bài đọc này nữa bởi vì chúng mình cô đã tự nghĩ trong đầu, đấy, tự lập trình trong đầu là các cô giáo đã gửi bài cho chúng mình làm rồi nên chúng mình phải đọc rồi. Được chưa? Văn bản đời thừa cũng là văn bản xuất hiện trong sách giáo khoa của các bạn vào năm lớp 11. Đấy, nhưng mà nó không phải là chương trình đọc chính mà nó là chương trình đọc thêm. Đấy, không biết là có đứa nào nhìn thấy nó ở trong sách giáo khoa hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong cái tác phẩm này các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Đầu tiên, chúng ta có câu hỏi số 11. Văn bản viết về đề tài gì? Về người trí thức, về sự tự trọng trong văn chương, về người nông dân hay là về làng quê Việt Nam? Đây là một câu hỏi rất là dễ. Chúng ta chỉ cần quan tâm xem là tác phẩm này viết về ai. Viết về ai có nghĩa là đề tài rồi. Cho nên tác phẩm này không viết về người nông dân. Hộ không phải là người nông dân. Tác phẩm này viết về nhân vật hộ và nhân vật hộ thì không phải là người nông dân. Được chưa? Thứ hai, nếu tác phẩm này viết về sự tự trọng trong văn chương thì các bạn nhớ là tác phẩm này không chỉ nói về sự tự trọng trong văn chương, nó còn có cái sự tự trọng của một người đàn ông,
của một người làm bố, làm chồng trong gia đình. Hộ có hai tư cách, hộ là một nhà văn nhưng hộ cũng là một người trụ cột của gia đình, đúng không? Còn tác phẩm này có viết về làng quê Việt Nam hay không? Thì rõ ràng các bạn nhìn thấy cái văn bản này nó không hề miêu tả một cái đoạn nào về làng quê Việt Nam hết. Nó không hề nói gì về làng quê Việt Nam. Và cơ bản hộ chính là một người trí thức, bởi vì hộ là một văn sĩ, đúng không? Người ta gọi là văn sĩ hộ ấy, một nhà văn, cho nên hộ là một trí thức. Đấy, chúng ta có văn bản viết về đề tài trí thức. Rồi, câu số 12. Trả lời cho cô cái câu hỏi này, hoàn cảnh của nhân vật hộ trong đoạn trích là đúng hay sai ở trong ba cái ý này. Đầu tiên, hoàn cảnh của nhân vật hộ trong đoạn trích là sống một mình, chỉ chuyên sáng tác văn chương là đúng hay sai hả các bạn? Hộ sống một mình không? Hộ có sống một mình không? Anh hộ này có sống một mình không nhở? Chắc chắn là sai rồi đúng không? Anh vợ, anh hộ này còn có vợ, có con đúng không? Làm gì mà sống một mình? Mà anh này thì cũng không thể chuyên sáng tác văn chương được, bởi vì vợ con hành quá trời hành luôn, đúng không? Đấy. Sống một mình, à nhầm, sống một mình chỉ chuyên sáng tác văn chương là sai, đúng không? Sai các bạn nhá. Tiếp tục. Anh hộ này cái bên dưới nó đã lấp đầy cái bên trên đúng không? Có vợ, có con, nhưng mà con cái thì ốm quanh năm. Đấy, rồi khóc mếu suốt ngày là đúng hay sai ạ? À? Có vợ có con và con cái thì quanh năm ốm đau, khóc mếu suốt ngày, đúng hay sai nhỉ? À, đây chính là thông tin mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đoạn số 6. Đây, cô sẽ kéo xuống đoạn số 6 để các bạn nhìn thấy này đây. Bạn có thể nhìn thấy nhá. Anh hộ này có một cái điều rất là đau đầu của anh ấy đây, đó chính là này, các bạn nhìn này. Mà đứa con nào cũng nhiều đệm, nhiều xoài, nhiều xài. Cái đây bệnh xài nhá. Cái bệnh xài này là một căn bệnh các bạn nhá. Rồi quấy rức, rồi khóc mếu suốt ngày. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, đây này. Quấy mếu khóc suốt ngày đêm đây này. Đấy, quanh năm uống thuốc đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, lại còn cái chỗ là quanh năm ốm đau. Các bạn nhìn thấy này. Đứa con nào cũng nhiều đệm, nhiều xài. Tức là nhiều bệnh đấy. Đệm và xài là các bệnh. Được chưa? Đấy, bệnh ở trẻ em ấy mà. Được chưa? Rồi, cái này là thông tin, này là thông tin đúng. Đấy, tiếp tục. Hộ vẫn luôn có thể lo lắng cho cuộc sống gia đình dư giả hơn. Đấy, đúng hay sai nhở? Gia đình hộ có dư giả không ở chúng mình? Hộ có khả năng khiến cho gia đình mình sống dư giả không? Các bạn thấy là hộ có khả năng khiến cho gia đình mình sống dư giả không ạ? À, sai đúng không? Làm gì mà hộ có cái khả năng khiến cho gia đình mình sống dư giả? Bởi vì nếu mà gia đình hộ đã sống dư giả thì sẽ không bao giờ có tác phẩm này đâu các bạn ạ. À, cô khi mà cô dạy các em lớp 11 cái tác phẩm này ấy, đấy, dạy chương trình nâng cao ấy, thì phải dạy các em cái tác phẩm này. Thì khi mà cô dạy cho các em lớp 11 cái tác phẩm này ấy, thì cô các em mới có hỏi cô một câu là: cô ơi, tại sao ông này không viết văn được nhiều tiền lên? Xong rồi tại sao ông này không làm được nhiều tiền rồi nuôi vợ con thật là khá giả lên để mà cái chuyện này nó không diễn ra. Trời ơi, thế còn nói làm gì nữa đúng không? Tác phẩm văn học là phải có chuyện diễn ra thì mới có tác phẩm văn học để mà đọc chứ, đúng không? Cho nên mà chúng ta sẽ luôn thấy là nếu mà dư giả thì hộ sẽ không phải rơi vào những cái khó khăn như thế này, vì cuộc đời của hộ thì không hề dư giả một tí nào cả. Rất là nghèo đúng không? Cái nghèo của hộ thì có thể thấy ở trên này. Đây, nhìn đây. Hộ vốn nghèo, rất nghèo. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Rất nghèo. Đấy. Tiếp tục câu số 13. Nào, câu số 13. Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện cho sự cẩu thả trong văn chương, trong suy nghĩ của hộ? Chọn cho cô hai đáp án đúng. Câu số 13. Chọn cho cô hai đáp án đúng về việc đó chính là hộ là rất là cẩu thả trong việc viết văn chương. Thực ra cái sự cẩu thả trong văn chương này nó là do gánh nặng áo cơm ghì sát đất, có nghĩa là hoàn cảnh sống bắt hộ phải sống cẩu thả như thế. Chứ còn trong suy nghĩ thì anh ấy lúc nào cũng là một người rất là khát vọng được viết những tác phẩm văn chương hay đúng không? Thậm chí còn khát vọng được viết tác phẩm Nobel cơ mà, đúng không? Thế nào, chúng ta có những cái từ nào, à cái chi tiết nào cho thấy anh này đang thể hiện cái sự cẩu thả trong văn chương của mình? Và anh này suy nghĩ nhá, suy nghĩ về cái sự cẩu thả trong văn chương như thế nào?
anh ấy suy nghĩ về cái sự cẩu thả trong văn chương như thế nào, và thực ra anh ấy đã làm những cái điều đấy rồi đấy, anh ấy suy nghĩ thế nào xong rồi anh ấy ghét những cái người như thế và anh ấy làm đúng những cái như thế luôn. Hoàn cảnh xô đẩy mà đúng không? Rồi các bạn có thể nhìn thấy này, đầu tiên chúng ta sẽ có đáp án là viết văn vội này, viết những cái vô vị nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ rất nông. À ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nhá, ở trong cái đoạn văn đây, ở trong cái đoạn văn này chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có một cái chi tiết luôn này. Đây. Rồi, các bạn sẽ được nhìn thấy đó chính là ở trong cái đoạn văn này, đây. Anh ấy có nói đó chính là sự cẩu thả trong bất kỳ nghề gì cũng là một sự bất lương, nhưng sự cẩu thả trong văn chương là đê tiện. Và hắn đã viết những gì? Thì ở đây anh ấy nói rằng anh ấy đã toàn viết những thứ vô vị nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ rất nông, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đấy, cho nên mà ở đây chúng ta thấy một cái sự cẩu thả trong văn chương mà Hộ nghĩ và Hộ đã làm rồi đấy, đó chính là đáp án A, được chưa? Tiếp tục đào sâu tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Nếu mà người ta đã có cái này thì làm gì gọi là bất lương, đúng không? Đấy, cho nên mà đáp án B thì chắc chắn là loại rồi. Đáp án B là quá là có tâm với văn chương rồi, không phải là bất lương nữa rồi. Đáp án C, viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Đấy, và chúng ta sẽ thấy này, ở đây rõ ràng đây chính là một cái biểu hiện về sự cẩu thả trong văn chương mà Hộ nghĩ, viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay. Ngay sau cái lúc đọc đấy, các bạn nhìn thấy lên cái đoạn số 2 này và các bạn nhìn thấy này, hắn phải cho in nhiều cuốn sách viết vội này, hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay. Bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đây chính là một trong những cái biểu hiện của sự cẩu thả trong văn chương của Hộ. D, viết những thứ văn bằng phẳng, dễ dãi, chỉ đem một chút mới lạ cho văn chương. Thực ra đáp án này có một phần đúng, nhưng bởi vì nó lại có một phần sai cho nên nó thành đáp án sai. Viết những thứ văn bằng phẳng, dễ dãi là đúng. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Nhưng chỉ đem một chút mới lạ đến văn chương thì sai. Mà đáng lẽ ra ở chỗ này là chẳng đem một chút mới lạ nào đến văn chương cả thì mới đúng được. Cho nên đáp án D mới sai là vì như vậy các bạn nhá. Đấy, đáp án D là sai bởi vì là một cái vế ở đằng sau của nó sai này. Chỉ đem một chút mới lạ là sai này. Mà là phải là chẳng đem một chút mới lạ nào đến văn chương cả. Được chưa? Đấy, đấy là câu 13. Câu 14. Câu 14. Từ thông tin của văn bản thì bây giờ chúng ta sẽ phải kéo thả tất cả những cái ô này vào 5 vị trí còn trống ở trong cái phần bài đọc của chúng ta ở đây. Và ở đây chính là một cái đoạn mà người ta tóm tắt về cuộc đời của cái nhân vật Hộ này. Bây giờ các bạn cùng cô thử đọc xem nhá. Hộ là một cái gì đấy nghèo, mang trong mình nhiều chấm chấm chấm. Hộ là một chấm 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 nghèo và mang trong mình nhiều cái gì đấy. Hộ là một cái gì nghèo nhỉ? Người ta gọi Hộ là gì nhỉ? Nhà văn, đúng không? Thế cái từ gì có thể thay thế cái từ nhà văn các bạn nhỉ? Từ gì có thể thay thế từ nhà văn? Nào, thay vì viết là nhà văn nghèo thì người ta có thể viết là cái gì nghèo? Đúng rồi, chính xác. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Bởi vì Hộ là một nhà văn mà, đúng không? Người ta giới thiệu cho chúng ta Hộ là một nhà văn rất là nghèo. Hộ là một người nghèo và là một nhà văn rất nghèo. Thì chúng ta có thể thay thế là Hộ là một văn sĩ nghèo, đúng không? Văn sĩ có nghĩa là một nhà văn. Mang trong mình nhiều cái gì ạ? Hộ mang trong mình nhiều cái gì ạ? Nào, Hộ mang trong mình rất nhiều dằn vặt, hay là mang trong mình rất nhiều khốn khổ, hay mang trong mình rất nhiều hoài bão? Hộ mang trong mình cái gì ạ? Người ta đã nói rằng Hộ mang trong mình cái gì ạ các bạn? Cái gì nhỉ? Hộ mang trong mình cái gì? Hoài bão, đúng không? Chính xác. Các bạn theo dõi cho cô ở đoạn số 1 là các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đây, chỗ này nhá. Người ta đang nói là Hộ rất là nghèo đây này. Đây, nói về Hộ rất nghèo, rất khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình. Đói rét không có nghĩa lý gì với một gã trẻ say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp, đầu hắn mang một hoài bão lớn. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây, người ta cũng nói rằng là
Hộ rất nghèo nhưng đầu hộ mang một hoài bão lớn, thì có nghĩa là hộ là một văn sĩ nghèo nhưng mang trong mình rất nhiều hoài bão nha, mang trong mình rất nhiều hoài bão.